It's a good day to make pies. Hôm nay là một ngày tốt để làm bánh. Đây là một cái bánh. This is a blueberry. Đây là quả việt quất. A blueberry pie. Ồ, một chiếc bánh việt quất. Blueberry pie is delicious. Chiếc bánh việt quất này ngon quá. Đây là một cái bánh. Chiếc bánh việt quất này ngon quá. Đây là một củ cà rốt. Một chiếc bánh cà rốt. Đây là một cái bánh. Đây là bông cải xanh. Một chiếc bánh bông cải xanh. Chiếc bánh bông cải xanh này là. Đây là một cái bánh. Đây là quả việt quất. Wow, a chili pie. This chili pie is so spicy. Chiếc bánh ớt này cay quá. They enjoy eating pies. Họ thích ăn bánh nướng.